Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị đón những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Tử Vi Ngày Mới sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về con giáp đổi đời nhờ chúng lớn, tiền bạc tự về tay. Vậy thì con giáp nào có số may mắn chúng lớn giàu to? Nếu muốn biết chi tiết thì mời quý anh chị đi tìm hiểu ở phần nội dung chương trình. Còn bây giờ là tử vi tổng quan ngày mới. Mở đầu chương trình là thông tin tử vi tổng quan ngày 7 tháng 2 năm 2023, thứ ba dương lịch. Âm lịch là ngày 17 tháng 1 năm 2023, là ngày Bính Thân, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Tiết khí, lập xuân, ngày trực phá. Hôm nay là ngày Thiên Lao Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ Sát Chủ và giờ Thụ Tử, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Sát Chủ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Thụ Tử. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Tý và tuổi Thìn, lục hợp với tuổi Tỵ, xung với tuổi Dần, hình với tuổi Dần và tuổi Tỵ, phá với tuổi Tỵ. Về ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, hôm nay là ngày Bính Thân, tức can khắc chi, hỏa khắc kim, đây là ngày hung. Nạp âm sơn hạ hỏa kỵ tuổi, canh Dần và tuổi Nhâm Dần, ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim. Đặc biệt người tuổi Nhâm Thân, tuổi Giáp Ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa, ngược lại nhờ hỏa khắc mà được lợi. Ngày Thân, lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý, Thìn, thành thủy cục, xung Dần, hình Dần, hình Tỵ, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão. Tam sát kỵ tuổi, Hợi, Mão, Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Canh Dần và tuổi Nhâm Dần. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Nhâm Thân và tuổi Canh Thân. Các sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Nguyệt Đức là đức thần trong tháng, mọi việc đều tốt. Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Minh Tinh, tốt mọi việc. Nguyệt Giải, tốt mọi việc. Giải Thần, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Phổ Hộ là thần che chở, nên cầu cúng, tìm thầy ngừa bệnh. Dịch Mã, phong tặng, ban mệnh lệnh, đi xa, di chuyển. Sao xấu thì gồm có sao Nguyệt Phá, xấu về xây dựng nhà cửa. Trong đó có sao Tuế Đức, Nguyệt Đức là sao Đại Cát, có thể hóa giải một số sao xấu. Ngoài ra thì có sao Trực Phá, Nguyệt Phá là sao Đại Hung, cho dù có Tuế Đức và Nguyệt Đức cũng không thể hóa giải được, mọi việc đều không nên làm. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 7 tháng 2, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như mở tường, san đường. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hành, nhận người, chuyển nhà, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng đông để đón tài thần và đi theo hướng tây nam để đón hỷ thần. Ngày xuất hành theo Khổng Minh là ngày đạo tặc, rất xấu, xuất hành bị hại, mất của. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 7 tháng 2 năm 2023. Trước khi vào nội dung chi tiết của từng con giáp thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để biết khi nào nội dung mới được phát hành. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vận trình chi tiết của từng con giáp. Đầu tiên, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý
trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy tam hợp phù trợ, người tuổi Tý rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bản mệnh thường bắt tay ngay vào công việc được giao mà không hề chần chừ do dự. Thiên ấn thì còn giúp cho những người làm nghệ thuật, bác sĩ hay luật sư sẽ có chút thành tích đáng kể. Người làm tự do thì vất vả hơn, bươn trải khá nhiều nhưng vẫn thấy bế tắc và nản chí. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực. Bạn không cần lo lắng gì hết, vì hiện tại mối quan hệ của bạn và người ấy đang rất bền chặt và có tiềm năng phát triển tốt hơn. Nếu còn độc thân thì tin vui là tình yêu sắp sửa đến gõ cửa nhà bạn. Và nếu đã sẵn sàng thì hãy cởi mở đón nhận nó. Với người tuổi Giáp Tý, mệnh Kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với người tuổi Bính Tý, mệnh Thủy, dần chín chắn hơn trong cách hành xử. Với người tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống. Với người tuổi Canh Tý, mệnh Thổ, hãy tính xa hơn cho tương lai của mình. Với người tuổi Nhâm Tý, mệnh Mộc, có thể nhận được những lời đề nghị khá hấp dẫn, có lợi cho tương lai. Sự nghiệp của người tuổi Tý hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 10, 19. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng, xám, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Thìn và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Xem tử vi cho thấy, thương quan thì khuyên con giáp tuổi Sửu chớ nên mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cho dù bạn không hài lòng với quyết định của cấp trên đi chăng nữa, thì cũng chớ nóng nảy, nghĩ gì nói đấy. Trong công việc, bạn có thể khá chủ quan, cho nên dễ gây ra những tổn thất về tiền bạc. Vì vậy, sự tập trung làm việc sẽ giúp bạn tránh được tổn thất, mà có thể mang lại ấn tượng tốt đối với cấp trên, và chuyện tiền bạc sẽ chuyển biến từ vận rủi sang vận may. Thiên hỷ thì giúp cho chuyện tình cảm của bạn tiến triển rất tốt đẹp. Vì thế, đây là lúc thích hợp để bạn và người ấy cùng nhau lên những kế hoạch dài hạn hơn cho tương lai. Niềm tin mà cả hai dành cho nhau sẽ là nền tảng vững chắc để mối quan hệ kéo dài và bền vững. Với người tuổi Ất Sửu, mệnh Kim, chú ý chăm sóc cho sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ. Với người tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy, không cần làm hài lòng tất cả mọi người. Với người tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa, hãy sinh hoạt một cách điều độ. Với người tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ, nên tập trung hơn vào các mục tiêu trong công việc. Với người tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc, được nhiều người xung quanh yêu mến. Sự nghiệp của người tuổi Sửu hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 34, 79. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương xung dự báo có thể những cảm xúc sẽ bùng nổ vào ngày hôm nay. Liên quan đến việc con giáp tuổi Dần không nhận được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh hoặc bị quá nhiều áp lực dồn nén lên mình. Ngoài ra, thiên quan xuất hiện còn cảnh báo họa mất của, nên người tuổi Dần cần đề cao cảnh giác mà giữ chặt túi tiền của mình. Đừng ngồi nhà rồi đặt mua online hết thứ này đến thứ khác. Bạn sẽ phải sốc khi nhận được hóa đơn thanh toán. Trong chuyện tình cảm của những chú hổ, may mắn nhờ có phượng khắc, nên những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp được người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Hãy sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc. Với người tuổi Giáp Dần, mệnh Thủy, dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn.
với người tuổi Bính Dần, Mệnh Hỏa, hãy chủ động là người đứng ra hòa giải với mọi người. Với người tuổi Mậu Dần, Mệnh Thổ, nên thực hiện các công việc quan trọng. Với người tuổi Canh Dần, Mệnh Mộc, sống không vồn vã, chỉ muốn ở một mình. Với người tuổi Nhâm Dần, Mệnh Kim, hãy chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn. Sự nghiệp của người tuổi Dần hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 43, 53. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Tử vi của 12 con giáp cho thấy chính quan xuất hiện, công việc của con giáp tuổi Mão trăm bề thuận lợi. Hôm nay, những bạn có ý định xin việc cứ mạnh dạn đi tìm, nộp hồ sơ để thần may mắn đến độ. Ngày này cũng thuận lợi để con giáp tuổi Mão tiến hành các công việc quan trọng như khai trương, mở cửa hàng. Tài chính của bạn khá ổn, một phần nhờ vào những cân đối chi tiêu và một phần nhờ vào những thành quả công việc trước đó của bạn. Có thể bạn may mắn về chuyện tiền bạc, nhưng đừng vì thế mà ỷ lại. Một chút cố gắng của bạn có thể tạo thêm nhiều nguồn thu tốt cho tương lai. Tuy nhiên, kim khắc mộc cho thấy trong chuyện tình cảm của người tuổi Mão sẽ gặp một số chuyện không vui. Dường như có người xen vào và buông lời gièm pha chuyện riêng tư của bạn. Tốt nhất nên tránh đề cập đến người không liên quan và nên tập trung vào việc chia sẻ yêu thương với người thân trong gia đình, bỏ ngoài tai những chuyện không hay. Với người tuổi Ất Mão, Mệnh Thủy, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Với người tuổi Đinh Mão, Mệnh Hỏa, không nên quá buồn bã chán nản. Với người tuổi Kỷ Mão, Mệnh Thổ, nỗ lực trong công việc đang được đền đáp xứng đáng. Với người tuổi Tân Mão, Mệnh Mộc, hãy tin tưởng vào điểm mạnh của mình. Với người tuổi Quý Mão, Mệnh Kim, nếu có cơ hội học hỏi thì hãy chủ động. Sự nghiệp của người tuổi Mão hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 59, 50. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, tam hợp phù trợ, bản mệnh sẽ đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra, cốt là bạn giữ được quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn. Hôm nay có người giúp đỡ nên sẽ là thời cơ tốt để bạn phát huy năng lực của bản thân và giúp cho mọi người có được cái nhìn thiện cảm hơn về bạn. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân tìm kiếm được một nửa phù hợp với mình. Ngày này bạn cần năng ra ngoài chơi để tăng cơ hội gặp gỡ những người thú vị. Thực thần còn trao cho người tuổi Thìn những cơ may tài lộc mà bạn đang mong chờ từ lâu. Đặc biệt là những người đi theo nghiệp kinh doanh hay những người làm nghề tay trái sẽ có cơ hội kiếm tiền thuận lợi. Tiền bạc cứ thế theo nhau về túi, con giáp này nhờ vậy có thể thoải mái chi tiêu trong thời gian tới. Với người tuổi Giáp Thìn, Mệnh Hỏa, nhận được thành quả lao động xứng đáng. Với người tuổi Bính Thìn, Mệnh Thổ, người làm công ăn lương, nhận lương và thưởng xứng đáng. Với người tuổi Mậu Thìn, Mệnh Mộc, hãy chú ý hơn trong cách hành xử. Với người tuổi Canh Thìn, Mệnh Kim, nên có góc nhìn cởi mở hơn. Với người tuổi Nhâm Thìn, Mệnh Thủy, hoàn thành đúng thời hạn, đạt được hiệu quả cao. Sự nghiệp của người tuổi Thìn hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 23, 32. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ.
Màu sắc cát tường là màu vàng đậm, tím, cam. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Dậu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy lục hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể sẽ tìm được mối đầu tư hợp tác có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, nếu để lỡ bạn sẽ phải nuối tiếc trong tương lai. Người tuổi Tỵ còn độc thân, rất đào hoa trong ngày hôm nay. Với tính cách dịu dàng, cởi mở cùng vẻ ngoài bắt mắt, bạn dễ dàng khiến cho người khác phái xao xuyến. Nhiều người sẽ tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn. Chính tài xuất hiện còn đảm bảo cho đường tài lộc lý tưởng của con giáp tuổi Tỵ. Bản mệnh cần làm tốt công việc của chính mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi nguồn thu chính của bạn đến từ đây. Với người tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, người làm công ăn lương, nhận lương và thưởng xứng đáng. Với người tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, hãy nghiêm khắc hơn với bản thân. Với người tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người. Với người tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, sống không được xem thường gia đình. Với người tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, cấp trên đánh giá cao thành tích của bạn. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 2:58. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu tím, cam, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, thiên tài nâng đỡ, con giáp tuổi Ngọ không còn phải lo lắng về vấn đề liên quan đến tiền bạc nữa. Thậm chí có người gom góp được tiền bạc để tự thưởng cho bản thân hoặc gia đình những món đồ đắt giá. Mặt khác, bạn vẫn phải tiết kiệm và có kế hoạch cho việc chi tiêu hơn nữa để đảm bảo cho cuộc sống trong tương lai. Đường công danh và sự nghiệp mở rộng, hãy nắm bắt cơ hội đúng lúc và đừng ngần ngại thử sức ở những thứ mới mẻ. Cho dù có vấp ngã thì bạn vẫn nhận được những kinh nghiệm quý báu. Hỏa khắc kim thì nhắc nhở bạn, dù mải mê lo công việc đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian để quan tâm đến gia đình của mình hơn nữa. Việc thiếu sự chia sẻ, quan tâm với nhau có thể vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng, đe dọa hạnh phúc gia đình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Với người tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, phát huy năng lực thuận lợi nhờ sự linh hoạt. Với người tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, biết cách tận dụng những lợi thế của bản thân để vượt qua khó khăn. Với người tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, gặp được người đồng chí hướng. Với người tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Với người tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, không hòa hợp với người thân trong gia đình. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn là 76-41. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu cam, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Theo dõi tử vi của 12 con giáp cho thấy, thương quan xuất hiện mang lại đầy rẫy hung hiểm trong vận trình ngày mới của người tuổi Mùi. Bạn mệnh cần hết sức cẩn trọng trong mọi hành động, kẻo để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Chỉ cần một chút nóng vội, mọi thứ bạn gây dựng trong suốt thời gian qua có thể tan thành bong bóng, nhất là trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo,
nếu không muốn hao tài tán của. May mắn vận trình tình cảm của người tuổi Mùi khởi sắc hơn hẳn nhờ Hồng Loan. Nhân duyên phơi phới, người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ và tăng cao cơ hội gặp được ý trung nhân của mình. Với người tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, nên đề xuất tăng lương, tăng thưởng. Với người tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, không nên bắt ép người khác theo quan điểm của mình. Với người tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, nên lắng nghe quan điểm của người khác. Với người tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, lòng ganh tị sẽ khiến bạn trở nên hẹp hòi hơn. Với người tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Sự nghiệp của người tuổi Mùi hôm nay được đánh giá đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 62, 92. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây thì các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn bước vào ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên xuất hiện, nhắc nhở người tuổi Thân nên biết giữ mình, đặc biệt tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái nơi làm việc. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Hãy đủ minh mẫn để nhận ra những việc mình cần làm là gì, đừng quá lo chuyện bao đồng. Ngày này, bạn nên thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nếu mù quáng tin người, không kiểm tra thông tin kỹ càng, thì có thể bạn sẽ bị lừa gạt dễ dàng, mà tới tận phút cuối, bạn vẫn không nhận ra là mình đã mắc sai lầm như thế nào. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không mấy hài hòa. Có lẽ người độc thân vẫn chưa có được kết quả. Bạn không biết cách để bày tỏ tình cảm của mình, nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát người ấy. Còn đối phương thì vẫn mơ hồ trước những hành động của bạn. Với người tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Với người tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, chú ý làm việc không để xảy ra sơ suất. Với người tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, hãy chủ động xuống nước để hàn gắn tình cảm. Với người tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, hãy nhiệt tình giúp đỡ người kém may mắn hơn. Với người tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, nhận được sự yêu mến của người khác. Sự nghiệp của người tuổi Thân hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 19, 97. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay có các khung giờ. Giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ, tuổi Thìn và tuổi Tý. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tam hội nâng đỡ giúp cho bạn mở rộng mạng lưới bạn bè của mình. Bạn xây dựng được các mối quan hệ mới, tìm ra cách để cải thiện tình cảm với những người thân yêu và có được sự tôn trọng lẫn nhau. Trong quan hệ tình cảm, bạn nhận được sự quan tâm và chia sẻ cũng như luôn cảm thấy an tâm về hậu phương của mình. Bản thân những người tuổi Dậu độc thân tuy chưa có được những chuyển biến như mong muốn nhưng cũng tạm hài lòng với những vận trình hiện tại của mình. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện thì nhắc nhở con giáp tuổi Dậu cần cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Vận tài lộc không có được nhiều cơ hội như mong đợi. Ngược lại dễ gặp chuyện không hay, tiêu tiền bỏ vốn vô ích. Cho nên hãy cẩn trọng để có thể giữ tốt túi tiền của mình. Với người tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, không nên quá kiêu căng tự mãn. Với người tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, hãy giữ chặt đồng tiền trong túi mình. Với người tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, sẵn sàng đối đầu với những người có ý kiến trái chiều. Với người tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, được giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với người tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, chủ động bắt tay hoàn thành công việc. Sự nghiệp của người tuổi Dậu hôm nay được đánh giá đạt 5 sao,
tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 72, 46. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xám vàng nhạt, nâu. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Luận tử vi cho thấy, cục diện tam hội trợ giúp, người tuổi Tuất gặp được nhiều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Bản mệnh dễ tạo được ấn tượng tốt cho mọi người, thậm chí ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh, bạn luôn rất tự hào về gia đình của mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau đối diện với khó khăn. Ngoài ra, thực thần còn đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi này. Đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do, bạn sẽ nhận được khoản tiền lương hậu hĩnh cho những thành quả của mình. Nếu đối tác là người đáng tin cậy, hãy tiếp tục giữ quan hệ thân thiết với họ. Với người tuổi Giáp Tuất, mệnh Hỏa, nên trân trọng niềm vui đang có hiện tại. Với người tuổi Bính Tuất, mệnh Thổ, giữ vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Với người tuổi Mậu Tuất, mệnh Mộc, hãy thôi hoài niệm quá nhiều. Với người tuổi Canh Tuất, mệnh Kim, nên tìm kiếm được sự trợ giúp từ bên ngoài. Với người tuổi Nhâm Tuất, mệnh Thủy, chứng minh được năng lực và tiềm năng phát triển. Sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay được đánh giá đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn là 3, 64. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu vàng đậm, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ, tuổi Dần và tuổi Mão. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tử vi ngày mới. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn thiết thực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị có một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Theo dõi tử vi cho thấy, cục diện tương hại khiến cho người tuổi Hợi dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái chiều, dù cho đối tượng là ai đi chăng nữa. Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những vấn đề khó khăn cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tạo động lực cho bản thân, không nên bỏ dở công việc giữa chừng nếu bạn muốn đạt được thành công. May mắn chính ấn xuất hiện thì sự nghiệp của người tuổi Hợi có những tiến triển tích cực. Sự nghiêm túc chính trực của bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp. Bạn có thể được mọi người tiến cử để đạt được vị trí cao hơn. Với người tuổi Ất Hợi, mệnh Hỏa, công việc tiến triển đều đều, áp lực không quá lớn. Với người tuổi Đinh Hợi, mệnh Thổ, hãy tìm kiếm những khoản đầu tư hữu ích. Với người tuổi Kỷ Hợi, mệnh Mộc, người không tốt thì không nên tiếc. Với người tuổi Tân Hợi, mệnh Kim, đừng vội tin vào những lời hứa viển vông. Với người tuổi Quý Hợi, mệnh Thủy, hãy cố gắng làm việc hết mình. Sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay được đánh giá đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn là 94, 25. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay có các khung giờ: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Trên đây là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 7 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng với nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Thưa quý vị, kênh Tử Vi Ngày Mới muốn đem đến những thông tin tử vi hàng ngày chính xác nhất, giúp quý vị có thể đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Nếu quý vị thấy hay và hữu ích,
hãy vui lòng đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo. Sau đó để lại cho chúng tôi một like để thể hiện sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.